chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 23 tháng 6, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những tin tức công nghệ mới nhất nhé. Như các bạn đã biết thì vào ngày hôm qua, Apple đã chính thức ra mắt hệ điều hành iOS 14 của họ với những thay đổi rất là cải tiến. Trong suốt 13 năm lịch sử thì giao diện iPhone chỉ là những hàng biểu tượng buồn tẻ so với hàng tá các tùy biến giao diện trên Android. iOS 14 đã đến và khiến giao diện iOS vui vẻ hơn một chút. Người dùng có thể lựa chọn để chỉ hiển thị một số biểu tượng ứng dụng theo chỉ định. Apple còn đem tới tính năng tùy biến giao diện màn hình chính, cung cấp cho người dùng những thông tin nhanh như thời tiết, nhạc, chứng khoán, tình trạng sức khỏe. Video đăng phát giờ đây có thể thu nhỏ lại để vừa sử dụng ứng dụng khác, vừa xem video, có thể kéo ra mép màn hình để chỉ nghe âm thanh mà không xem hình ảnh. Gọi tính năng đó gọi là Picture in Picture. Trợ lý ảo Siri cũng nhận được một chế độ xem mới trên iOS 14 thay vì chỉ chiếm toàn bộ màn hình của thiết bị khi kích hoạt như trước. Giao diện sẽ thu gọn thành một biểu tượng nhỏ kèm hiệu ứng thu hút. Ngoài ra còn hỗ trợ người dùng gửi cả tin nhắn bằng âm thanh thay vì là văn bản như hiện tại. Apple cũng công bố một ứng dụng dịch mới được tích hợp sẵn trên iOS 14. Bạn có thể dùng để dịch giữa các ngôn ngữ khác nhau giống như Google Translate, thêm văn bản hoặc nhịp điệu bằng giọng nói, sau đó dịch chúng sang 11 ngôn ngữ khác nhau. iMessage giờ đây có thêm tính năng Mention khi chat nhóm tương tự như Telegram hoặc là Facebook Messenger. Đoạn hội thoại quan trọng có thể ghim lên đầu để đỡ trôi. Apple Maps cuối cùng cũng nhận được bản cập nhật lớn khi đề xuất địa điểm tốt hơn, như hình ảnh công trình, địa điểm và hướng dẫn sẽ được tự cập nhật theo hoạt động. Một trong những tính năng được chờ đợi đó chính là Car Key cũng được Apple đem đến. Người dùng có thể dùng chính iPhone để làm chìa khóa xe qua công nghệ NFC, chạm làm mở để điện thoại và đế sạc không rơi trên xe là khởi động, đồng thời có thể chia sẻ chìa khóa cho người khác mượn qua iMessage, vân vân. BMW Series 2021 sẽ là dòng xe đầu tiên được hỗ trợ. Mới đây thì Smart Star 4 đã bất ngờ lộ diện với mức giá khoảng 2,5 triệu đồng. Thông tin về smartphone mới được đăng tải trên fanpage Vsmart Fans Community với nội dung Vsmart Star 4 bất ngờ lộ cấu hình và giá bán trên FPT Shop. Về thiết kế tổng thể thì Vsmart Star 4 có ngoại hình tương tự như Star 3 với màn hình giọt nước trên viền. Sản phẩm sở hữu màn hình IPS LCD với kích thước 6,06 inch, to hơn Star 3 kích thước là 5,7 inch. Ngôi sao số 4 này sẽ có hiệu năng tốt hơn so với người tiền nhiệm khi có con chip MediaTek Helio P35, RAM 3GB và dung lượng lưu trữ là 32GB. Hỗ trợ gấp đôi Star 3, mặt khác còn hỗ trợ thẻ nhớ lên tới là 64GB. Tuy nhiên thì cụm camera sau của Star 4 gần như vẫn giữ nguyên khi cảm biến chính vẫn là 8MP với khẩu độ f1.9 kết hợp với ống kính góc sâu rộng 120 độ 50MP khẩu độ f2.2. Độ phân giải của camera trước là 8MP khẩu độ f2.0. Star 4 đặt cảm biến vân tay ở mặt lưng và chạy hệ điều hành iOS 3.0 dựa trên Android 10. Viên pin có dung lượng là 3500mAh sạc bằng cổng USB Type-C. Theo đồn đoán thì mức giá dự kiến của sản phẩm này rơi vào khoảng 2,5 triệu đồng. Đây là mức giá cao nhất của dòng Star từ trước tới nay, và với cấu hình của Star 4 sẽ gặp khá nhiều khó khăn nếu được bán với giá này, vì Joy 3 cấu hình cao hơn cũng đang có mức giá còn thấp hơn cả giá tin đồn của Star 4. Như vậy thì mới đây TSMC đã chính thức sản xuất hàng loạt các con chip Snapdragon 875 trên tiến trình 5 nanomet. Theo những thông tin rò rỉ trước đây thì Snapdragon 875 sẽ được sản xuất trên tiến trình 5 nanomet của TSMC, có nghĩa là hiệu năng và khả năng tiết kiệm điện sẽ được cải thiện đáng kể so với Snapdragon 865 trên tiến trình 7 nanomet. Snapdragon 875 sẽ được tích hợp luôn cả chip modem Snapdragon X60 5G bên trong, khác với Snapdragon 865 là tách rời chip modem riêng. TSMC cũng đã bắt đầu sản xuất cả những con chip modem Snapdragon X60 5G không chỉ để tích hợp bên trong cho 875 mà còn để cung cấp cho Apple sử dụng trong những chiếc iPhone 12 sắp tới. Bộ vi xử lý Snapdragon 875 sẽ bao gồm một nhân siêu hiệu năng Cortex X1 mạnh hơn 30% so với Cortex A77 trong Snapdragon 865. Bên cạnh đó là 3 nhân hiệu năng cao Cortex A78 mạnh hơn 20% so với Cortex A77 và 8 nhân tiết kiệm điện năng Creo 685, chip xử lý đồ họa GPU Adreno 660. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin công nghệ mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 23 tháng 6. Các bạn cảm thấy ấn tượng với tin tức nào nhất? Hãy cùng comment để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!